Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh ICO Review của mình. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái dự án cũng khá là tiềm năng, một cái dự án đã xuất hiện trên CoinMarketCap và là một cái dự án rất là thành công. Đó là dự án Misin và đây là trang web của dự án misin.one. Ở đây thì mình sẽ điểm sơ qua về cái dự án này. Đầu tiên đó là Misin là gì? Là một cái mạng giao dịch ngang hàng nhanh và miễn phí dành cho nội dung kỹ thuật số. Các bạn có thể sử dụng một số những cái đồng như ở đây chúng ta thấy có Bitcoin, Ethereum hay là vân vân đó, rất là nhiều đó, một số cái vận đồng đây, và các bạn có thể giao dịch thông qua như vậy đây. Đấy, thì chúng ta sẽ trước tiên chúng ta sẽ xem một cái video giới thiệu về cái dự án Misin này. Bitcoin started a new era and brought us the new technology. Even Bitcoin is the pioneer of the blockchain field. It suffers from fast growing adoption. The most significant problems are insufficient transaction capacity, slow confirmation, and high transaction fees. Then many new respective blockchains came out one after another in the past few years to address the shortcoming of Bitcoin. However, none of them are able to solve such weaknesses of Bitcoin. Neither are able to interoperate with each other. Decentralized applications remain isolated in their respective blockchains they reside on, as they cannot access digital assets on the other blockchain. To do so, they have to depend on a centralized exchange to facilitate their transaction. This lack of ability to exchange and use information between blockchains makes the solutions inefficient. It makes the process slow and expensive and obstruct the blockchain technology development. If blockchain ever grows, it needs an internet for all blockchains. A silo breaker with enough capacity, fast confirmation, and low transfer fees. Mixing Network came as a solution provider. Mixing Network is an interoperable public chain powered by trusted execution environment, asynchronous BFT, and directed acyclic graph. By methods of secret sharing scheme, key fragmentation, punitive POS, and multi-signature on private keys. To achieve high security, lightning speed, zero transfer fees, ease of use, interoperation, and unlimited scalability. Mixing Network aims to mix all blockchains in one network to build an ecosystem in blockchain world. Mixing Network, the ecosystem welcomes all the co-build, copyright programs, social network programs, information programs, gaming programs are joining Misin Network gradually. The ecosystem is growing bigger than ever. Mixing Network. Mixing all blockchains in one network equals mixing.one. Ok, đó là toàn bộ cái video giới thiệu về cái dự án Misin này. Cái dự án đã có trên CoinMarketCap thì chúng ta có thể coi xem qua đây. Các bạn có thể thấy ở đây. Đây là cái thông số, đây là CoinMarketCap và cái rank. Thì chúng ta có thể thấy ở đây. Đó là cái giá của đồng coin này. Hiện tại đang ở rank 104 và một cái rank cũng khá là ok. Các bạn có thể thấy cái giá là 124 đô. Đây, tính theo Bitcoin và ETH đây. Đây là cái biểu đồ cái chart ha. Đấy, thì hiện nay cái giá nó đang bị giảm khá là nhiều. Đây. Giảm khá là nhiều, hiện tại chỉ còn 124 đô. Thì ngày xưa thì nó cũng có cái đợt này giá lên đến cả ngàn đô. Cả ngàn đô. Đấy. Đây. Đó. Thì cách đây trong vòng khoảng 14, cách đây khoảng nửa năm, đây, giá tụt không phanh. Và đây, đó, thì các bạn có thể thấy, đấy, thì hiện tại nó đang được list trên một số sàn như là sàn BitOne hay là sàn Fcoin. Đó. Thì cái lượng giao dịch cũng không có lớn lắm. Đó, thì đó, đây là cái số lượng market cap đang là 55 triệu đô và volume là 13.000 đô và cái vòng xoay cấp là 443.741 sin, cũng khá là nhỏ, tổng cộng supply là có 1 triệu sin thôi nên cái giá của nó khá là lớn đó. Đó, như vậy là cái dự án mà đã trên sàn tất nhiên là nó sẽ là một cái dự án rất là trớt và mọi người có thể tin tưởng để tham gia vào cái dự án này. Hiện tại thì mọi người có thể trade trên một số cái sàn ở dưới đây tham gia vào dự án này đó. Ok.
ở cái sản phẩm Fcoin thì các bạn có thể sử dụng cái transaction mining để tham gia ha. Ok, đó là một số cái thông tin mà mình giới thiệu về dự án này. Thì tiếp theo chúng ta sẽ đi vào sâu hơn, đó là về Mixin, đó là về sự đồng thuận về BFT đảm bảo bởi một POS, trừng phạt nghiêm ngặt, việc thực thi TEE đảm bảo ba yếu tố bảo mật và tin cậy quan trọng đối với Mixin Canon. Đó, nút Mixin Like đây, các bạn có thể thấy đây là nút xác minh thanh toán đơn giản cho Mixin Canon. Với cái độ trễ thấp, đó rất là nhanh chóng, được trang bị một cái ABFT cho mạng Mixin lớn hơn 1 tỷ, không phải 1 tỷ nữa, là 1.000 tỷ TPS, một tốc độ rất là ánh sáng. Cuối cùng, thời gian xác nhận cuối cùng dưới 1 giây, cấu trúc liên kết đó. Và nó có tính riêng tư privacy ha, sử dụng mô hình UTXO của Bitcoin Cryptonos đó, ba ngưỡng đầu ra. Và rất là quyền lực vì kết nối với 12 blockchain hàng đầu, như là chúng ta thấy như trên đây, Bitcoin, BCH, ETH, EOS, ETC, SC, Ethereum, EM, Dog, Dash, Jack and LTC. Đó, và rút hơn 37.000 đồng tiền tử. Đó, đây là một cái dự án cũng khá là tốt. Và đây là, các bạn có thể thấy hiện tại thì dự án này cũng đã phát hành, đó là Mixin Messenger, là cái ứng dụng đầu tiên trên mạng Mixin. Thì các bạn có thể tải trên cả các Google Play hoặc là trên App Store dùng cho iPhone hoặc là trên Android. Đấy, thì nó có Mixin hỗ trợ tính năng chuyển tiền cho Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ethereum, Ripple, Litecoin, Sharecoin đó. Đó, thì được, ở đây là OCO One, là một cuộc trao đổi phi tập trung hoặc một cái sàn phi tập trung được xây dựng trên mạng Mixin. Thì các bạn cũng có thể trade trên đây. Đó, OCO One thì các bạn có thể thấy đây. Big One. Đây là Big One. Thì đó, đây là OCO One, cái sàn. Ngay khi các bạn tải cái giao diện nó có nằm trong cái Mixin Messenger này, thì các bạn sẽ thấy cái Mixin, đó là Ocean One trong đây. Đây một số cái ứng dụng khác thì các bạn có thể thấy cũng rất là nhiều, các bạn có thể tham khảo thêm mà. Mixin là một số kế toán phân phối công khai giúp các phân phối công khai đặt hàng ngàn tỷ TPS, tăng cường quyền đầu tư, khả năng mở rộng giới hạn. Thì các bạn có thể tham khảo thêm ở dưới đây, đó là cái Mixin Developer. Thì bằng cách là đố, cái này là sử dụng cho những cái nhà phát triển thôi. Các bạn có thể đó tham khảo thêm số cái thông tin ha. Đó, thì mình chỉ giới thiệu sơ qua, trước tiên là sử dụng sơ qua về dự án này thôi. Đây là một số cái mạng xã hội của cái dự án này. Thì các bạn có thể thấy đây là Facebook này, hay Twitter chẳng hạn, hay là Telegram. Đấy. Thì về Mixin thì các bạn có thể thấy đây, cái lượng đó là hơn 4.000 người theo dõi rồi, cũng khá là đông. Về Twitter thì cũng 4.000 người theo dõi. Đó, một dự án cũng khá là tốt, nhưng mà có vẻ là cái cộng đồng nó cũng chưa mạnh lắm. Đó, ok, thì như vậy là về cái dự án Mixin này thì mình đã giới thiệu cho các bạn rồi. Và đây một dự án là đã có trên CoinMarketCap, một dự án rất là an toàn và mọi người có thể tham gia đầu tư bằng cách giao dịch trên các sàn. Ok, thì cái video giới thiệu về cái dự án Mixin của mình đến đây kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.